Đồ gỗ Phương Thao xin được kính chào quý vị, và hôm nay em Minh cùng với anh kỹ thuật viên sẽ gửi đến quý vị những thước phim để hướng dẫn quý vị cách để bài trí căn phòng khách với những các cái sản phẩm nội thất gỗ trong cái căn phòng có diện tích khoảng 25m² trở lên một cách tinh tế và đặc biệt là phù hợp với mọi không gian nội thất, mọi không gian phòng khách của quý vị. Và như em Minh đang đứng ở đây thì đây chính là một cái căn phòng khách với diện tích khoảng 25m² mà đồ gỗ Phương Thao đang kê, có một bộ bàn ghế cánh voi 10 món. Đi cùng với nó là một cái chiếc kệ tivi cột nho rất là phù hợp và hòa quyện được cái phong cách, và cùng với đó chính là một cái cây đồng hồ với phụ kiện bằng đồng mạ vàng như thế này. Đặc biệt là nếu mà các bác nào mà muốn trang trí cho căn phòng khách nhà mình thêm sinh động hơn, ấn tượng hơn và có gu hơn thì có thể treo những bộ tranh, ví dụ như ở đây là bộ tranh tứ quý trên chất liệu gỗ môn hoa, hoặc là bức tranh tứ linh, bức tranh quạt rất là đặc biệt và ấn tượng như thế này. Và đó chính là những các cái gì mà các anh kỹ thuật viên đã bài trí ở đây để giới thiệu đến quý vị, để quý vị tham khảo cho căn phòng khách của nhà mình. Và đi vào chi tiết của những các cái sản phẩm trong cái combo này thì đầu tiên sẽ là bộ bàn ghế cánh voi, một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong mỗi cái căn phòng khách để tiếp trà, tiếp nước hay là mời những các cái vị khách đến với cả gia đình của mình, phải không ạ? Và bộ cánh voi này thì đang được kê theo cái kiểu kê chữ U, một kiểu kê mà tạo lên cái sự ấm cúng cho mọi người đến với cả gia đình, cũng như là tạo lên cái sự ấm cúng khi mà kê vào trong nhà. Chữ U thì có chiếc đoản, 4 chiếc ghế đơn đối diện, và chiếc bàn thì chắc chắn là ở giữa rồi, phải không ạ? Và cái dáng ghế cánh voi thì là một cái kiểu ghế rất là thoải mái, dễ chịu khi ngồi lên. Và đặc biệt là cái kiểu cánh voi này thì rất là dễ chơi, ai ai cũng có thể chơi được, mà các bác quan tâm đến phong thủy thì cũng chơi được, mà các bác không quan tâm đến phong thủy cũng chơi được. Bởi vì đây là một bộ bàn ghế rất là, nói là mạnh mẽ thì đúng là mạnh mẽ, bởi vì hình tượng đục chạm chính là hình tượng voi. Mà nói là mềm mại thì cũng đúng là mềm mại, đơn giản thì cũng đúng là đơn giản, bởi vì là cái tựa ghế chính là một cái kiểu tựa ghế cong, tạo lên cái cảm giác khi mà ngồi vào tựa lưng lên để cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái. Và cái bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế chân là chân 12, và đây là một cái kích thước rất là vừa phải khi mà để trong ngôi nhà của nhà mình. Tiếp theo thì sẽ đến một cái chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi này thì là chiếc kệ tivi cột nho, phong cách rất là đơn giản và sang trọng. Và đặc biệt, một điều đặc biệt của chiếc kệ tivi này đó chính là những cái tấm cánh. Tấm cánh ở hai bên cánh tủ mở chính là tấm cánh cong, tạo lên cái cảm giác rất là ấn tượng và sang trọng cho cái chiếc kệ tivi này. Và ở trên chiếc kệ tivi thì quý vị có thể đặt những chiếc giá ngà kỳ lân, hoặc như ở đây đồ gỗ Phương Thao đang đặt chính là cái chiếc hai bức tượng đối nhau, hai bức tượng là cá chép hóa rồng, một cái mẫu tượng rất là ý nghĩa. Và ở bên cạnh cái kệ tivi, ở bên cạnh kệ tivi và cạnh bộ bàn ghế chính là một cái cây đồng hồ. Cây đồng hồ này là cây đồng hồ hình chữ nhật và được lấy theo cái phong cách của châu Âu hiện đại, nhưng mà vẫn cứ có cái nét cổ kính ở những các cái đường nét đục chạm ở trên đây. Đó, rất là đẹp, và đây là cái sự hòa quyện của hai phong cách châu Âu và phương Tây, thế nên là sẽ tạo được cái cảm giác là ai ai cũng chơi được, ai ai nhìn vào cũng rất là thích. Đặc biệt em Minh muốn nói đến một điều nữa là trên cái chất liệu gỗ môn hoa thì tất cả các sản phẩm này kê trong nhà thì sẽ rất là sang trọng, rất là ấn tượng, và đặc biệt là nhìn khi mà nhìn vào thì sẽ không bao giờ chán, bởi vì gỗ môn hoa là một cái chất liệu gỗ mà mỗi cái tấm gỗ sẽ là một cái hình thái vân, thế là nhìn vào cái nào cũng trông cảm giác rất là mới mẻ. Và còn bộ tranh thì sao? Bộ tranh ở đây thì đồ gỗ Phương Thao đang để là hai bộ tranh để quý vị có thể chọn lựa. Và nếu như mà bác nào thích cái sự uy quyền của hay là sự độc đáo thì có thể lựa chọn cái bộ tứ linh này. Bộ tứ linh được đục chạm trên cái hình ảnh một chiếc quạt gọi là chiếc quạt tứ linh trên chất liệu gỗ môn hoa. Tất cả những các cái hình ảnh đục chạm này thì đều được đục bằng tay nha quý vị. Đục bằng tay rất là đẹp và tinh tế. Và bên cạnh đây chính là bộ tranh tứ quý. Bộ tranh tứ quý này thì rất là dễ chơi, ai ai cũng chơi được, rất là sang trọng, và đây chính là một cái sự luân chuyển 4 mùa trong một năm, rất là êm đềm, rất là thoải mái. Khi mà đi vào nhà và nhìn những các cái bức tranh như thế này thì cảm giác rất là dễ chịu và yên ả, phải không ạ? Và đó chính là cái combo nội thất phòng khách mà em Minh muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay. Và cái bộ combo này thì nếu mà em Minh mà nói giá ra thì đây thật sự là một cái giá rất là hấp dẫn đối với tất cả mọi người, đối với là cả những ai mà yêu thích các cái sản phẩm đồ gỗ nội thất như thế này. Và cái combo này của đồ gỗ Phương Thao là chỉ hơn 300 triệu thôi. Hơn 300 triệu là quý vị đã có thể đưa cả một cái nội thất rất là sang trọng, rất là đẹp
và rất là dễ chơi này về cho căn nhà nhà mình rồi. Và nếu như mà quý vị nào đang quan tâm đến sản phẩm đồ gỗ nội thất để cải tạo căn nhà nhà mình hoặc là đưa vào cho căn nhà mới của nhà mình thì hãy liên hệ với cả đồ gỗ Vân Thao để đồ gỗ Vân Thao có thể tư vấn. Và đặc biệt là đến với cả đồ gỗ Vân Thao, quý vị hãy đến với cả đồ gỗ Vân Thao để có những các cái trải nghiệm tốt nhất với các cái sản phẩm bàn ghế nội thất cao cấp, đặc biệt là chất lượng với cái giá vô cùng hợp lý tại xưởng sản xuất nhá. Và cuối cùng thì mình xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chất video clip này của đồ gỗ Vân Thao và chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn năng lượng. Hãy follow kênh của đồ gỗ Vân Thao để cập nhật thêm những các cái sản phẩm đồ gỗ nội thất mới nhất từ chúng tôi nhá. Đồ gỗ Vân Thao xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất lần sau. Mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.